Lên cho mấy chú một xin gu nha. Con này xin 10502D. Này siêu vip như mấy thùng nha. 50,2cc. Đây nè. Con này siêu vip nha. Hệ miền Tây nha. Giảm sóc bằng cao su luôn à. Tem mát đồ còn nguyên nha. Thông số kỹ thuật của nó đây nè. Con này là 50,2cc, trọng lượng 6,3 kg nha. Độ rung tiếng ồn rồi đó. Con này không có ghi năm sản xuất nha. À đây 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 đây. Đủ mã này vip vậy ta. Mã 1985 luôn mấy chú ơi. Con này chuẩn hàng sưu tầm nha. Này 1985 mà nó còn như vậy thì đâu phải chuyện đơn giản đâu. Đây. Shingu gì đây nè. Con này máy Nhật nha. Đi theo một cái lam Shingu luôn. Còn chữ Shingu luôn. Lam như chưa xài luôn nha. Xích là xích gì thế trời. Hình như xích Shingu luôn nha. Xích theo máy luôn. Nó về như vậy nè. Thì bán như vậy luôn nha. Tiền nè. Con này siêu vip. Chùi, con mới ra ăn thử vô cây để canh chỉnh xăng nhớt rồi. Con này vip nha, thắng xích đồ còn nguyên. 1985. Tới giờ là 50 năm à. Đúng rồi. Phải không? 40 năm à. Đúng rồi. Gần 40 năm nha. Còn chưa đụng chạm, chưa đụng một con ốc luôn nha. Về là xăng nổ luôn mà. Đổ xăng vô là nổ luôn mà. Shingu. Này về ai sưu tầm nha. Hệ miền Tây nha. Chuẩn hàng sưu tầm. Shingu. Lam Latin thì khỏi nói nha. Siêu vip. Xích còn chăm chăm luôn. Hàm rồng trắng tinh luôn à. Con này bình xăng lớn là rời nha. Không có bị sôi xăng rồi đâu. Cưa cực kỳ êm tay nha. Ok, test nổ nha. Rồi cho mấy chú coi dây giật nè. Đó. Còn dây hết biết luôn. Bữa này con chưa vệ sinh đâu nha, mấy chú nhìn nè. Chưa tháo, chưa đụng chạm gì luôn. Một con ốc cũng chưa đụng nha. Cho mấy chú coi. Đó. Này mà mấy chú vệ sinh một cái là phải như cái thùng. Chùi sơ ở ngoài thôi, còn lại để im vậy đó. Bình xăng con còn chưa đụng luôn nha. Miếng này còn chưa tháo nữa. Tháo đéo ra luôn.